Good morning, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với quý vị các bạn các cái dàn dưa chuột của mình trồng trên sân thượng. Mình trồng trong thùng xốp này các bạn. Đây là một thùng này. Một thùng này mình trồng 5 cây này. Tất cả đang ra quả này. Đây là một quả này. Đây người ta gọi là dưa chuột siêu sạch nha các bạn nhé. Nước tưới sạch này, phân bón sạch này, và trên cái môi trường không khí của nó cũng sạch luôn. Mình trồng trên sân thượng không có bụi. Cây đang leo được khoảng gần 2 mét rồi, mình đang làm dàn cho nó lên trên này. Ở bên dưới nó mình đang trồng một được một ít rau muống này các bạn. Đó, rau muống đang lên nha. Dưa chuột này sắp được thu hoạch, nó lớn, tốc độ nó lớn khá nhanh. Bên này cũng là một thùng nữa này. Một thùng bên này mình trồng một cây hoa thiên lý này, đang bắt đầu lên này. Và 5-6 cây dưa chuột gì đấy. Mình đang làm dàn nó cũng đang lên này, quả này. Quả này. Lúc la lúc liễu luôn này. Buổi sáng mình vừa lên trên sân thượng này là mình thấy một đàn chim chào mào và một đàn chim sẻ nó đến nó chơi ở cái vườn sân thượng này các bạn nhé. Cho nên là cảnh đẹp mà các loài chim nó cũng còn đang thích, mình thích cũng là đúng thôi. Ở bên này thì là một chậu nữa này. Bên này một chậu nữa mình chuồng mùng tơi các bạn nhé. Mùa này mùng tơi vẫn lên bình thường này. Ngọn mùng tơi tuy nhiên là nó đang là mùa nó có hoa quả, cho nên là nếu các bạn muốn ăn ngay thì nó lên mầm độ khoảng 10 cm là các bạn vặt nấu canh hoặc là xào tỏi. Bên này mùng tơi dưa chuột cũng đang ra quả. Đang hứa hẹn một mùa dưa chuột bội thu. Tiếp theo một dàn dưa chuột nữa. Đây cũng một một chậu dưa chuột có kết hợp trồng rau cải này, rau đay à rau mùng tơi này. Đấy, cũng đang bên dưới này là mùng tơi với rau cải cũng đang phát triển rồi. Trên này thì dưa chuột đang ra quả. Và có lẽ là mình sẽ giới thiệu với các bạn một cây dạng leo tuyệt vời nhất trên sân thượng mình hứa hẹn trong thời gian tới. Đó là cây cà chua bạch tuộc này. Đây là cây cà chua bạch tuộc nhé. Nó như một số kết quả đã chứng minh, nó leo dàn sau đó là có cây nó cho ra quả tới 5 tạ quả trên một cây luôn các bạn. Cho nên cây này mình không hy vọng là nó 5 tạ, nhưng mà thôi nó cố gắng nó sẽ ra khoảng 2 tạ. Khi nào nó chín đỏ, nó leo lên dàn nó chín đỏ cây, mình sẽ đăng lên YouTube mình giới thiệu với các bạn nhé. Đây một cây cà chua bạch tuộc nữa này, đang bắt đầu lớn. Tốc độ lớn của nó tương đối nhanh luôn các bạn. Tiếp theo mình sẽ đi sang vùng sân thượng, mình giới thiệu thêm về một cây tương đối đặc sắc đối với chị em, đó là cây cóc. Cây cóc của mình cũng đã ra quả này các bạn ạ. Năm nay bói quả rồi này. Được 5 quả cóc rồi. Cây rất là bé nhưng với kỹ thuật chăm sóc tôi đã cho nó năm nay ra quả này. Một cây cóc đã ra quả. Cây ổi này thì sắp ra quả rồi. Như video trước tôi đã hướng dẫn về kỹ thuật cắt tỉa để cho ổi ra quả. Và nó đang khi nào nó nảy mầm là nó sẽ ra hoa. Đó, xin giới thiệu với các bạn vậy. Còn đây là cây hồng ghép đã lên YouTube mấy lần rồi. Hôm nay nó nở một bông vân khôi trên đây. Mình lướt qua cho các bạn ngắm đi.
Đây là cây hồng leo. Đây, nở một bông hồng ngoại. Mình lướt qua để quý vị và các bạn cùng ngắm. Còn đây là ông hồng cổ Hải Phòng này. Hồng cổ Hải Phòng nở trên cây hồng leo đấy, mỗi một bông. Hôm nay còn mỗi một bông nhưng mà tương đối to. Nó phải bằng cái bát con đấy các bạn. Mình quay lại một hai sọt rau sạch của mình nữa này. Hai sọt rau sạch là xà lách này đang lên mơn mởn luôn. Cái này nếu mà ấy là vặt ăn luôn được này các bạn. Sạch tuyệt đối luôn, nhìn sạch trơn luôn. Đấy. Hôm qua nó có một trận mưa cho nên là nhìn sạch bóng luôn. Xa xa đằng kia mình cũng còn có một sọt su 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 và dưa chuột đó. Bên này thì mình còn có một cây chanh leo này. Chanh leo đã lên tới giàn rồi đấy các bạn. Chanh leo mùa hè sang năm là có chanh leo để pha nước chanh leo nha, không phải uống nước chanh leo hộp lọ nữa nha. Đó. Còn bên kia là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe và nó làm cho gia vị. Đó là hai dàn lá mơ. Lá mơ này thì làm trứng đúc lá mơ này cho trẻ con ăn cực kỳ tốt luôn. Người lớn thì ăn nem, ăn các loại nhắm rượu với các loại cũng cực kỳ tốt cho đường tiêu hóa và cho đường hô hấp. Hôm nay buổi sáng mình lên sân thượng giới thiệu qua quý vị về các sản phẩm mình đã trồng trên sân thượng. Hy vọng các bạn yêu thích nông nghiệp. Mình có thể tự làm cho mình một cái mô hình vừa chơi vui vừa có sản phẩm sạch để phục vụ cho gia đình, phục vụ cho cuộc sống. Kính chúc quý vị và các bạn có một buổi sáng thật là tuyệt vời và có những trải nghiệm, có những thực nghiệm trong cuộc sống thật là thú vị. Xin chào quý vị và các bạn.